Vào Chủ nyật ngày mai, Call of Gacha sẽ chính thức công chiếu trên truyền hình. Đây sẽ là series thứ tư sau thời đại của Kiss, mở đầu cho một Rider hoàn toàn mới với những sự kiện liên quan tới giả kim thuật. Và tạo hình của nấy sẽ dựa trên châu chấu cũng như tàu hỏa. Mình đã có clip nói riêng về những thông tin về Call of Gacha. Các bạn hãy bấm vào link phía dưới cũng như là vào kênh của mình để xem video đó về Call of Gacha nhé. Điều chúng ta quan trọng nhất chính là phần đồ chơi của Gacha khi những lá bài, những tấm card đã quay trở lại với series của Cover. Từ sau khi kết thúc của DK, chúng ta đã có quá nhiều những toy liên quan tới những thứ khác, USB, đồng tiền, switch hay là chiếc nhẫn. Quá nhiều thứ đã được Toei tạo ra nhằm phục vụ người chơi. Nhưng đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một series thiên về card. Trước thời đại Neo Heisei, chúng ta có hẳn 3 rider là Ryuki, Blade cũng như DK. Mặc dù ba mô típ hoàn toàn khác nhau, của Ryuki có thể sẽ tương tự như những tấm thẻ ATM, Blade là những lá bài, còn DK là những tấm ảnh. Sau DK chúng ta vẫn chẳng thấy bất kỳ sự trở lại nào của chúng. Với sự ra mắt của Gacha, chúng ta sẽ cùng điểm qua lại tất cả những rider đã từng sử dụng card trong series Core từ thời đại Heisei cho tới Reiwa lần này là Gacha nhé. Không dài dòng nữa, bắt đầu clip với Ryuki. Kamen Rider Ryuki phát sóng vào năm 2002 và kết thúc vào năm 2003. Là series thứ 3 trong thời đại Heisei, Call of Ryuki vẫn mang phong cách kể chuyện của đầu thời đại Heisei, là những câu chuyện tâm tối xuyên suốt cả series, những bí ẩn cũng như những quái vật ăn thịt người tồn tại song song tại thế giới này. Cốt truyện của phim xoay quanh sự kiện bí ẩn tại thành phố nơi Kido Shinji, một chàng trai 23 tuổi, làm phóng viên tại tạp chí Orezono. Anh ta nhận nhiệm vụ điều tra tất cả những sự việc liên quan tới những người dân mất tích tại Nhật Bản. Họ biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì. Như mở đầu tập phim, chúng ta biết họ bị tấn công một con quái vật nhện từ trong chiếc gương. Nhưng liệu nó có phải là con quái vật duy nhất tồn tại thế giới này? Và tại sao nó lại xuất hiện từ trong gương mà không bất kỳ tổ chức nào có thể tìm được lời giải sau sự kiện này? Tiếp tục lần mò theo dấu vết tại nhà của một nạn nhân, anh tìm thấy một Avancardes. Cũng nhờ thiết bị này, anh đã rơi vào thế giới nơi những quái vật tồn tại là Mirror World, chiến đấu với hình thể hiện tại nhưng bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của nó. Anh đã được một chàng trai khác với hình dạng Rider Koronai Ren Akiyama giải cứu. Cùng với anh ta điều tra sự bất tích, Shinji đã sử dụng Cardes và hấp thụ một Micro Monster mang hình dạng rồng và có được sức mạnh hoàn thiện của Koro Ryuki, đánh bại dễ dàng con quái vật Micro Monster. Tưởng chừng trận chiến để giải cứu người dân tới đây sẽ bắt đầu với anh, nhưng không, chàng trai Ren đã quay lại tấn công Shinji. Cuộc chiến không phải chỉ giữa con người hay Rider và quái vật, mà là trận chiến giữa 13 Rider để tranh giành nên điều ước cuối cùng. Tạo hình của Ryuki được dựa chính trên tông màu đỏ cũng như những phần giáp được rải rác từ cơ thể của nấy. Nó không tạo thành một giáp liền mạch, tạo thành những bộ phận tách rời riêng biệt. Gương mặt của anh ấy được xây dựng từ hình tượng đầu rồng cũng như là hình tượng một chiến binh sử dụng những tấm Avenka của mình. Anh ấy có khả năng sử dụng tất cả những vũ khí như khiên, đao và chiếc đầu rồng giúp tấn công tầm trung và triệu hồi Micro Monster cũng như ra đòn Rider Kick cực kỳ ngầu khi bay cùng với Micro Monster của mình để tạo ra cú Rider Kick bao phủ ngọn lửa từ rồng thiên để kết liễu kẻ thù. Kamen Rider Blade. Có lẽ sau sự thành công vang dội từ Ryuki mà họ lại một lần nữa tái thiết lập lại sử dụng những lá bài để cho Rider chuyển hóa. Và lần này là bộ bài Tây, một thứ không thể nào tạo cảm hứng hơn với những cover đại diện cho những quân bài bích chuồng Roker. Rider chính của chúng ta, Kenzaki, là người sẽ chuyển hóa thành cơ Black với vũ khí giống như tên gọi của mình, một thanh gươm, một lưỡi kiếm. Biểu tượng đặc trưng của anh là con ách bích. Sự kiện 10.000 năm trước khi diễn ra Cover Play, một trận đại chiến mang tên Battle Royale giữa 53 Undead. May mắn là thủy tổ của loài người đã chiến thắng, giành quyền thống trị hoàn toàn trái đất. Với tên gọi Human Undead đã giúp loài người cai trị toàn bộ thế giới tới thời điểm hiện tại. Sau một thời gian bình yên, con người đã khai quật những khảo cổ, tìm ra được phong ấn Undead. Chúng đã được giải thoát khỏi phong ấn. Những Undead một lần nữa tái sinh và sẽ tiêu diệt loài người để nhằm tạo ra Battle Royale xem kẻ chiến thắng sẽ là ai. Một tổ chức được thành lập là BOR với những công nghệ riêng của họ mang tên Rider System, nhận nhiệm vụ phong ấn lại tất cả những Undead. Người được tuyển chọn trở thành Cover Play, nhân vật chính của phim là Kenzaki Kazuma, sở hữu sức mạnh của ách bích với vai trò là một trong bốn Rider đại diện cho bốn biểu tượng của những lá bài. Trận chiến của anh sẽ diễn ra như thế nào?
và liệu anh có phong ấn được toàn bộ tất cả những anh dead thuộc bộ bài của mình và hỗ trợ những người khác ra sao, sức mạnh tối thượng gì khi anh phong ấn toàn bộ những lá bài thuộc quân bích do mình sở hữu. Tạo hình của Blade là sự kết hợp giữa một chiến binh với quân bài bích trên driver cũng như phần ngực của mình, và kết hợp cùng với đó là bộ cánh cứng. Vũ khí đặc trưng của anh là một thanh gươm có khả năng xòe ra tất cả những lá bài đang sở hữu, và cũng chính thanh gươm này sẽ là dụng cụ để chạc những lá bài để kích hoạt khả năng của chúng. Những lá bài của anh đến từ undead mà anh thu phục được liên quan tới quân bích. Không giống như Ryuki sẽ có sẵn tất cả những card dead, Play bắt buộc phải thu thập chúng. Ngoài khả năng sử dụng từng lá đơn lẻ, anh còn phải năng kết hợp chúng lại với nhau. Và đòn đặc trưng nhất chính là Rider Kick của anh. Rider Kick của Play sẽ tập hợp 3 lá bài là Kick, Thunder và Smart, giúp anh gia tăng tốc độ, bao phủ bàn chân của mình bằng sấm sét và nhảy thật cao đá đòn Rider Kick của người kẻ thù. Khi ra đòn Rider Kick sẽ cắm thanh gươm mình xuống đất, hấp thụ sức mạnh của cả 3 lá bài, tổng hợp chúng và ra đòn Rider Kick cực mạnh bằng sức mạnh của cả bài. Kamen Rider DK. Nhắc tới Card Rider mà quên DK Kazuya Tsukasa là một thiếu sót vô cùng lớn. Câu chuyện của DK bắt đầu vào năm 2009, nơi mà tất cả những thế giới đã hòa trộn lại với nhau. Một cô gái trẻ mang tên Natsumi đã trải qua một hành trình hết sức kinh khủng của mình xoay quanh chính thế giới, cùng với lại giấc mơ của cô liên quan tới kẻ hủy diệt tất cả chúng. Kamen Rider DK, người cân tất cả những Rider với sức mạnh khủng khiếp của hắn. Trận giao chiến long trời đất với anh với Ultimate Kuga cũng thể hiện sức mạnh hủy diệt của kẻ bí ẩn này. Tiếp tục cuộc hành trình kỳ quái của Natsumi, cô ấy đã nhặt được một chiếc hắc lưng cũ kỹ. Trong lúc không còn cách nào để thoát khỏi bầy quái vật đang bao vây mình, cô đã tin tưởng giao cho một chàng trai bí ẩn mất hoàn toàn ký ức đang ở trọ tại nhà mình, Kadoya Tsukasa. Anh ta chuyển hóa thành Kuro DK, phá hủy bức màn những thế giới. Cuộc hành trình của DK bắt đầu từ đây. Khi mỗi bức tranh hiện ra tại phòng chụp ảnh của anh là một thế giới mà anh sẽ bước qua, nơi anh gặp 9 Rider sinh ra từ 9 thời kỳ khác nhau trong thời đại Heisei. Cuộc hành trình sẽ lý giải việc quá khứ của anh cũng như anh có phải là kẻ hủy diệt thế giới hay không, và liệu thật sự chỉ đơn giản là 9 thế giới của những Heisei Rider hay còn rất nhiều thế giới khác song song cùng tồn tại với nhau. Về sau sẽ còn 2 Rider nữa cùng đồng hành với anh là DN cũng như Kuga Other World. Tạo hình của DK hết sức thanh thoát với tông màu đen và hồng magenta, với một đường chéo hình chữ thập bên phần vai và phần ngực của anh ấy. Gương mặt được điểm tô bằng đôi mắt xanh và những lá bài găm sâu vào gương mặt của anh. Với chiếc DK Driver dạng giống chiếc máy ảnh, thứ mà DK khao khát để tìm ra được thế giới thật của mình. Mỗi nơi đi qua anh đều chụp những bức ảnh, nhưng đáng tiếc đó không bao giờ là thế giới thuộc về mình. Ngược lại với Ryuki, thay vì rút những lá cạc từ phần driver, anh ấy sẽ rút cạc từ dụng cụ riêng biệt cũng là vũ khí chính của anh. Sau đó anh sẽ nhét cạc vào chiếc DK driver để chuyển hóa thành những rider khác cũng như sử dụng khả năng riêng của anh. Về phần dụng cụ chứa cạc, có thể sử dụng thành vũ khí chiến đấu là súng hoặc gươm. Một số khả năng chiến đấu đặc trưng ngoài trừ biến hình của DK là tạo ra đòn slash, tạo những dư ảnh trong nhát kiếm cũng như những phát bắn của anh. Đòn tất sát của Kuro DK Final Tech Ride, anh sẽ nhảy lên để ra một cú rider kick xuyên qua những lá bài với nguồn năng lượng tăng cường lực đá của mình, tạo ra sức hường hủy diệt. Kamen Rider cuối cùng, Kamen Rider Gacha, người sẽ kế thừa Kiss trong cuộc hành trình của thời đại Reiwa. Lá bài đã một lần nữa được trở lại trong chuỗi hành trình về Kororo, chủ đề liên quan những lá bài cũng như về giả kim thuật. Gacha sẽ liên quan tới vấn đề trộn những hỗn hợp lại với nhau, vì dù sao sau này giả kim thuật cũng chính là hóa học, và đó là lý do sự kết hợp hoàn hảo giữa hai lá bài của Gacha. Nó trội hơn hẳn so với lại việc kết hợp của W hay là Bill. Nội dung phim sẽ xoay quanh những sinh vật kỳ lạ mang tên Shami. Bọn chúng sẽ được thuần hóa và trở thành những lá bài giúp Gacha chuyển hóa thành Kamen Gacha. Vẫn như bao bộ phim khác, 100 Shami đã thoát khỏi những lá bài phong ấn của chúng, rải rác khắp thế giới. Nhân vật chính của chúng ta, Ichino Hotaro, là một học sinh trung học bình thường vướng vào những sự cố này và có được Gacha Driver giúp anh ta chuyển hóa thành Kuro Gacha sau khi kết hợp giữa hai lá bài với nhau. Shami chúng cũng mang hai thái cực. Một là khi kết hợp với những người có trái tim ôn hòa, kết hợp cùng những lá bài tạo thành Rider Shami cùng với Driver để chuyển hóa thành những hình dạng khác nhau của Gacha. Ngược lại, khi gặp những kẻ có giả tâm cũng như sự tha hóa,
chúng sẽ chuyển hóa thành Madgam. Quái vật có thể sẽ là quái vật chính trong toàn bộ series. Kẻ thao túng những tên này là hội chị em bóng tối. Bọn chúng sẽ tận dụng khả năng của những Madgam để tấn công. Về sau chúng sẽ khả năng kết hợp với bọn chúng để tạo những hình thể riêng biệt. Driver của anh ấy có cách chuyển hóa khá đơn giản khi có hai tay cầm hai bên ép vào hai tấm cạc với mã số tương ứng với nhau cộng lại thành 10 sẽ kết hợp để tạo nên hình dạng của Gacha. Gacha lần này ngoài chiếc hắc lưng có màu clear thì anh ấy toàn bộ xem mà chrome trên toàn bộ cơ thể. Tạo hình của anh ấy khá giống những Rider ở thời đại cũ và đặc trưng của tất cả hình dạng của Gacha sẽ là phần ngực được mở ra hai bên và phần ngọn lửa bên trong có thể chính là lò luyện để tạo nên sức mạnh của giả kim thuật hay chăng. Anh ấy sẽ luôn có một phần mắt kính. Tạo hình đầu tiên là kết hợp giữa tàu hỏa và châu chấu, khả năng sẽ là dùng sức mạnh của động cơ hơi nước để gia cố. Mình dự đoán thay vì bật nhảy giống Zero One thì liệu toàn bộ cơ thể của Gacha có được kết hợp cùng với động cơ hơi nước. Vũ khí chính của Gacha là một khẩu súng mang tên Gacha Gun. Nó có hình dạng giống với vũ khí của DN khi là một khẩu súng ngắn nhưng có kích thước khá lớn và tượng trưng cho nó là một mũi tên màu cam clear bên ngoài và những hình dạng mũi tên khác màu vàng ở phía bên trong. Thay vì bắn là những viên đạn cơ bản, nó sẽ bắn là những Rai Shami Kha Gacha thu thập. Đòn tất sát của anh là Steam Hopper kết hợp từ đầu tàu hơi nước để tạo luồng khối bao quanh cơ thể của anh, dùng lực nhảy của Hopper để gia tăng tốc độ, tỏ ra một ngọn lửa với quy lực lớn, càng quét kẻ thù bằng cú đá cực mạnh. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Ride On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top Rider nào hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Ride On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.